Xin chào các bạn nha. Hôm nay là đêm 23 âm lịch. Người ta nói là cây mai mà đêm 23 nó bung vỏ lụa thì nó sẽ trổ ngay Tết các bạn ơi. Mình đi kiểm tra một số cây mai xung quanh vườn mình. Mình thấy số cây mai đã bung vỏ lụa mấy hôm rồi, như này là trổ trước Tết các bạn ơi. Bung nó bự rồi. Cái này là bung vỏ lụa sớm quá. À, cái này như vậy có thể trổ kịp Tết các bạn. Vỏ lụa nó mới bung ra thôi. Mới nụ nó mới bung ra thế này là mình hy vọng là trổ ngay Tết các bạn. Mình đi thăm số cây khác nữa. Cây mai hoành 60 của mình các bạn. Ôi cây này ăn Tết sớm rồi các bạn ơi. Bung vỏ lụa 2-3 ngày trước rồi. Tình hình là cây này là khoảng 27-28 Tết đã chỗ rộ. Hôm nay mới 23 Tết mà có nụ xanh nó ra xanh hết trơn rồi. Cây này là khoảng 27 là nó chỗ rộ. Thất bại năm nay tước cây này sớm quá các bạn ơi. Quá trời. Mới có 23 âm lịch mà bông dày rồi. Còn Tết gì nữa. Cái này là khoảng mùng 1 Tết là nó bắt đầu hết bông các bạn. Đi sang mấy cây khác. Còn hết là cây nào nó cũng trổ sớm rồi các bạn ơi. Để tìm một cây nào vừa Tết đây. Cây này cũng nó mới búp búp nè các bạn. Cây này mới búp búp. Nụ búp lượt trừ chứ. Hy vọng cây này là trổ ngay Tết các bạn ơi. Rất nhiều nụ luôn, nó mới búp búp à. Rồi, cây này thì trổ trước Tết thôi. À, cây này hy vọng là trổ ngày Tết nè các bạn. Nó mới bung vỏ lụa thôi. Mới bung vỏ lụa. Nó còn búp búp rất nhiều luôn. Cây này trổ ngày Tết, kịp Tết. Còn cây này luôn. À, cây này là trổ không đều các bạn ơi. Còn nhiều nụ. Bị chai luôn, không bung ra. Cây này rất nhiều nụ luôn mà mình thấy chỉ có một số nụ nó búp búp thôi. Còn số nụ thấy nó không trổ được luôn các bạn. Rất nhiều nụ nhưng mà trổ không kịp Tết. Mấy cây này cũng là trổ không đều các bạn ơi. Con số thì bông nó đã bung vỏ lụa. Con số thì nó bị chai luôn, nó không trổ được các bạn. À, mấy cây mai này nè, nụ còn nhỏ quá cho nên là trổ không kịp Tết rồi. Nó không trổ được luôn. Mình đi tìm mấy cây mai khác đây. À, cây mai này nhỏ thôi các bạn ơi. Bự bằng cùm tay thôi. Nhưng mà nhánh nó rất là nhiều. Cây này có thể trổ sớm Tết một ngày các bạn. Bông cũng đã bung vỏ lụa rồi, khoảng 2 ngày trước rồi. Giờ nó lú bông xanh hết trơn. Này hy vọng là khoảng 28-29 Tết là nó trổ rộ. Nhiều quá các bạn. Đừng qua cây bên đây. Ôi. Cái này trổ ngay Tết các bạn. Tuyệt vời luôn. Đây, nó mới bung búp búp ra nè. Đây. Cái này rất nhiều bông luôn. Nhưng mà nhánh thưa quá. Cái này trổ ngay Tết nè. Mới bung vỏ lụa. Thấy búp 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 đựng chân trên nhánh nè. Mấy búp này là Tết là trổ vừa luôn. Cái này 23 âm lịch. Mình tìm cái mai khác đây. Đây nữa. Ồ, đa số đã bung vỏ lụa sớm quá các bạn ơi. Vườn mai nhà mình năm nay tước sớm rồi. Đây, bung bông xanh hết trơn luôn rồi.
Nhìn chung là cây nào nó cũng bung vỏ lụa ra sớm quá. Cây này cũng vậy luôn. Quá trời bông. Thấy độc chưa các bạn ơi? Cây mai bạn ngón tay cái thôi. Cây mai bạn ngón tay cái lên gài. Mà bông các bạn thấy nè, dữ dằn luôn. Cây mai nhỏ xí nha, bằng ngón tay cái nha, mà nhánh mọi nhóc bông bằng hai tổng thể nè. Cây mai nè, cây mai bằng ngón tay cái thôi nhưng mà xanh bông quá vậy. Góc nó có bà lớn nè. Cây mai này cũng nhiều nụ búp búp các bạn, hy vọng là chỗ ngày Tết, cây mai chỗ ngày Tết nhưng mà cũng ít nụ, nụ chỉ búp búp thôi. Mai này ngay Tết các bạn, có thể sớm hơn Tết một ngày thôi. Mới bung cái vỏ lụa ra nè, cái vỏ lụa nữa nè. Đây, cái vỏ này là vỏ lụa. Mới bung ra nè. Cái vỏ lụa nó mới bung ra nè các bạn. Đây, vỏ lụa này. Mình bung nó rớt luôn. Cây này chỗ ngay Tết các bạn, bông rất nhiều luôn. Cây mai nhỏ xíu quá, giờ cái ô cây này nó tuyệt vời làm sao luôn, nụ lư hết trơn luôn, chuồn chuồn. Bạn xem nụ dày vậy, mới bung vỏ lụa luôn nè. Bung nó cái vỏ lụa luôn. Quá trời, cái này chỗ tuyệt vời luôn. Bông nó búp 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 nữa. Bên đây có bạn luôn rồi. Mới bung vỏ lụa. Rừng mai chỉ tước một số hai lá, một số cây có nụ nhiều thôi. Còn mấy cây mà mình thấy không có bông thì không có tước. Để nó lớn. Đây cây nha các bạn, búp búp đều hết trơn. Vậy là cây mai nãy, cây mai bằng ngón tay cái mà bông kinh khủng. Còn cây mai này năm ngoái nó bông quá trời luôn, mình không có lặt bông bỏ cho nên là nó mất sức. Hôm nay mình không có tước lá luôn các bạn, dù nụ cũng có nhiều mình không có tước lá cây này. Đây một cây mai nữa mà nụ quá bự rồi. Nụ này thì khoảng 26 là chỗ rồi. Các bạn hôm nay cây mai này tước bông sớm quá, mấy giờ này là nụ đã xanh chưa. Cây này không có tước, quá trời, không có thời gian tước. Cây mai này cây mai mít các bạn ơi. Cây mai cái mít sao nó mọc qua chỗ mà bông kinh khủng vậy. Cái này cũng mới búp búp, nụ nhiều quá à, nụ nhiều vô kể luôn, chi chích luôn. Nhưng mà tình hình các cây này cũng chỗ trước Tết rồi. Cái mai cái mít nó mọc một chỗ nhưng mà bông kinh khủng luôn. Trời, đây là mấy cái vỏ lụa nữa bạn. Đây vỏ lụa, đây cây mai đó, nó bung vỏ lụa ra, nó rớt xuống đất nè. Người ta nói là ngày 23 âm lịch đó,
mà cái mai nó bung vỏ lụa, vỏ lụa nó bung nó rất là xanh các bạn. Nhưng mà cái mai này của mình nó bung vỏ lụa trước mấy hôm rồi, nên là cái mai này nó sẽ trổ sẽ trước Tết thôi. Mới có 23 lịch mà bông nó xanh như thế này rồi. Quá trời, bông mới 23 lịch bông dày hết như thế này. Thì là mình đã vừa review một vòng cái một số cây mai xung quanh vườn nhà mình. Tình hình năm nay nó sẽ trổ trước Tết các bạn ơi. Còn rất nhiều cây mình không có lặt lá kịp, còn nhiều mai mình không có lặt lá. Chỉ có một số cây mà hôm nay nó nụ búp búp đó, nó mới bung vỏ lụa đó, thì nó sẽ trổ ngày Tết. Còn như mấy nhánh này thì trổ trước Tết các bạn ơi. Mấy nụ búp búp này thì còn hy vọng là nó sẽ trổ gần Tết các bạn. Này là ngày Tết luôn các bạn. Ví dụ như cái nhánh này mới 23 âm lịch mà nó như thế này thì sẽ trổ ngày Tết các bạn. Số cây thì mới bung vỏ lụa đêm nay thì nó sẽ trổ kịp. Còn số cây thì nó đã bung vỏ lụa 2-3 ngày trước rồi, nên nó sẽ trổ trước Tết. Không biết tình hình mai của các bạn hiện nay thì như thế nào nha, thể vào comment bình luận để xem cây như thế nào. Số cây này nó mới búp búp thì sẽ trổ ngày Tết các bạn, nhưng mà ít thôi. Mai mít xài trồng chen chúc nhau luôn, không có chỗ trồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Cái thanh mai các bạn, thanh mai cái bông nó chúm về phía trước và nó hơi xanh xanh. Cái thanh mai, thanh mai năm nay chỗ này Tết luôn các bạn. 23 âm lịch bông búp búp thế này là tuyệt vời. 23 âm lịch. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.